vuông. Mọi người ơi, vào đây này. Vào đây mua này, 4 triệu một mét vuông. Đất của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành. Vỉa hè đã được bo nha cả nhà. Vỉa hè thì đã bo vỉa rồi ạ. Rồi, cống thoát nước đã làm. Chuẩn bị trồng cây xanh, xuống đá mi và lên nhựa. Từ đây đến tháng 10 thôi là đường lên nhựa rồi. Mua 4 triệu bán 6 triệu được không ạ? 4 triệu bán 6 triệu được nha cả nhà, được nha cả nhà. Đường 25m thì giá nó chênh lên chút xíu. Và từ cái trục đường này chúng ta chạy ra khu công nghiệp BKMX 2076 ha, ngay đường Hồ Chí Minh thôi, bên kia là khu công nghiệp rồi. Cách đúng một con đường chỉ 300m thôi. Rồi cả nhà thấy này. Đường thì đẹp như thế này. Đúng không ạ? Đường 16m, lòng đường 8m này, vỉa hè mỗi bên là 4m thành đường 16m. Cây xanh thì trồng với kích thước là 12m một cây. Chuẩn Singapore luôn nha cả nhà. 10 đến 12m một cây xanh. Rất là đẹp. Cống thì cách nhau là 30m một cái cống thoát nước. Đó, quy hoạch chuẩn Singapore, chọn cho mình những cái vị trí đẹp nhất, giá chỉ 4 triệu một mét vuông. 4 triệu trên mét vuông. Đất thuộc đất thị xã Trơn Thành. ODT full thổ cư, xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng thì đâu đẹp hơn nữa. Có cái thị xã nào mà đất nó rẻ hơn giá 4 triệu mét vuông? Alo Trọng Thơ với nha. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà tại khu vực này để xem đất nha.